chào mọi người nhé. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ nhé. Lại là Lai đây. Lần đầu tiên Lai được một chị hàng xóm cho một quả dừa sáp với mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên Lai ăn dừa sáp nhé. Nào, hãy cùng Lai xem thử dừa sáp nó có gì nào mọi người. Xin nói sơ về dừa sáp nhé. Dừa sáp là một món ăn vô cùng hấp dẫn với lớp cơm dày và béo ngậy đấy mọi người. Dừa sáp với tên gọi thông dụng ngoài ra còn được gọi là dừa kem hay dừa đặc ruột đấy. Tên gọi cũng thể hiện rõ đặc điểm của loại dừa này với phần cơm dày đặc ruột dẻo và hương vị béo ngậy so với dừa thông thường đấy mọi người. Bây giờ thằng em Lai đang hì hục tách vỏ để bổ trái dừa sáp ra để thưởng thức nè. Người ta nói quả là không sai chút nào cả. Khó ăn phải lăn vô bếp. Cũng là khá khó tách đấy mọi người ạ. Ở dừa sáp cách tách nhất là dùng dao gõ ngang vòng tròn quanh trái dừa, sọ dừa để nứt ra. Tiếp theo là bạn dùng tay hoặc mũi dao để mở quả dừa ra thành hai phần nhé mọi người. Wow, nhìn khá là hấp dẫn đấy mọi người ạ. Dừa này là đặc sản duy nhất ở Trà Vinh miền Tây đấy, nơi nổi tiếng với loại dừa thơm ngon hấp dẫn do đột biến gen hoặc điều kiện khí hậu cũng như thổ nhưỡng của vùng đất này tạo nên giống dừa khác lạ, đặc biệt chỉ ở khu vực tỉnh này mới có thôi mọi người. Có thể nhìn thấy phần nước dừa sệt sệt đấy, cái giá trị dinh dưỡng rất là cao nhé, khiến ai thử cũng thích hết mọi người. Có thể cảm nhận và nhìn rõ cái độ sệt sệt dai dai, hương vị ngọt thanh béo thơm của dừa sáp. Dừa sáp mà Lai đang bổ này khá là chất lượng đấy mọi người, vì cơm dừa dày hơn cơm dừa của trái dừa thường và có hai lớp rõ rệt. Lớp cơm dừa tiếp giáp với phần gáo dừa có cấu trúc giống như là cơm nhão, và lớp cơm dừa bên trong giáp với phần nước dừa bồng lên như bông gì đó. Dừa thì rất sệt như là rau thập, rau cao có màu trắng trong đấy. Bạn có biết không chứ, dừa sáp không chỉ là loại hoa quả nhiệt đới thanh mát giải nhiệt mà còn có công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp, cải thiện chức năng não, giải nhiệt thanh mát nhanh chóng và tốt cho hệ tiêu hóa đấy mọi người. Không quấy thì hương vị của nó ngọt thanh béo thơm của dừa sáp, nhưng mà ăn không thì nó ngán lắm mọi người. Nên dừa này có thể chế biến được nhiều món ăn đấy, như là sinh tố dừa sáp, kem dừa sáp dầm trái cây nhé. Nhưng hiện tại nhà Lai có gì thì ưu tiên dùng đó, nên những nguyên liệu đơn giản của như dừa sáp, đường, sữa, đá thì đã cho ngay một ly dừa sáp dầm đá thơm ngon mát lạnh để giải khát cho mùa hè nóng nực rồi đấy. À, Lai nói thêm giá bán của dừa sáp dao động từ 150.000 đến 250.000 một trái nhé. À, Lai xin nói thêm, đối với dừa sáp vừa mới hái xuống ở nhiệt độ bình thường, bạn có thể bảo quản chúng trong vòng 15 đến 20 ngày. Nếu dừa sáp cho vào ngăn đá lạnh thì bạn có thể bảo quản được hơn một tháng đấy. Nếu cho vào ngăn mát lạnh thì bạn có thể bảo quản từ 25 đến 30 ngày. Đối với dừa sáp đã tách cơm ra thì bạn có thể bảo quản trong vòng 3 ngày trong mát tủ lạnh đấy mọi người. Tuy nhiên cách tốt nhất là nên sử dụng dừa sáp trong vòng 10 ngày để cảm nhận được hương vị thơm ngon, tươi mát của dừa sáp nhé. Còn được quả dừa sáp ngon, bạn có thể áp dụng 3 cách đơn giản sau: 1 là quan sát kích cỡ của trái dừa, 2 là lắng nghe tiếng động của trái dừa, 3 là kiểm tra trọng lượng của trái dừa nhé. Đó là những thông tin và kiến thức của Lai về dừa sáp. Hãy chia sẻ cho Lai ý kiến của các bạn nhé. Video hôm nay của Lai chỉ dừng đến đây thôi. Đừng quên nhấn subscribe để theo dõi những video tiếp theo của Lai nhé. Bye bye.